Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Smart Home Kit. Hôm nay trên tay mình là cái đèn Z-Light Rechargeable Monitor Light Bar. Thì cái bản này là cái bản tinh gọn hơn, đơn giản hơn của cái đèn monitor của Z-Light đã ra mắt, bao gồm cái đèn Bar Pro và cái đèn flagship phiên bản đó các bạn. Ok, thì mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong nó có gì ha. Ở ngoài thì nó có ghi sơ một số thông tin, nhưng mà thông tin quan trọng nè là cái serie nó lên đến 95. Thì cái đèn bàn này các bạn có thể sử dụng là các bạn treo trên cái màn hình đó các bạn, để cho cái ánh sáng của nó sẽ giảm bớt cái ánh sáng xanh của cái màn hình và giúp cho cái khu vực bàn phím ở dưới cho các bạn dễ thao tác và dễ sử dụng hơn. Ngoài ra thì trong cho những cái bạn mà sử dụng ánh sáng mà trong không gian tối mà không có đèn gì xung quanh á, thì các bạn sử dụng cái đèn này để cho nó tránh hại mắt cho các bạn ha. Ok, thì cái đèn này cơ bản thì các bạn treo lên trên cái màn hình và nó có cái thanh đỡ dưới đây nè các bạn. Đó, thì ở đây nó có cái các cái nút để các bạn bật tắt đèn. Đèn này thì nó có công suất là 5W, có chỉ số hàng màu là serie 95 đó. Ngoài ra thì cái chất liệu của cái đèn thì các bạn cũng có thấy là nó rất là chất lượng. Cái này có cái cổng sạc cho các bạn luôn các bạn ha. Ở đây là có cái thông số nè. Đó, cái chip led ở bên dưới nè. Đó, đèn hoàn thiện khá là chắc chắn các bạn. Z-Light là một cái thương hiệu lớn của Trung Quốc, họ chuyên sản xuất các cái loại đèn thông minh luôn. Ở đây thì cái đèn này nó không có thông minh thôi các bạn ha, nó chỉ có các cái chỉnh độ màu, chỉnh nhiệt độ màu từ 3000K, 4000K và 5000K. Ngoài ra thì bật tắt và chỉnh tăng giảm độ sáng ở đây thôi. Đây nè các bạn, nhiệt độ màu nè. Đó. Ở đây là tăng giảm độ sáng nè, nó có ba cái nấc cho chúng ta luôn. Đó. Ok, thì hy vọng các cái thông tin mình mang lại sẽ giúp các bạn có thể lựa chọn một cái đèn màn hình để sử dụng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye các bạn.